xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio ở cuối tập trước ngay khi tứ phương thiếu chủ đang định xuất thủ với tần trần thì đúng lúc này phương mộ lăng đột nhiên xuất hiện ngăn cản hai người ánh mắt nàng nhìn tứ phương thiếu chủ chân thành nói tứ phương đừng chấp mê bất mộ dừng tay đi nhưng tứ phương thiếu chủ nghe vậy thì lại nhìn không được mà điên cuồng cười lên cười như điên ánh mắt của hắn dần dần trở nên vô cùng băng lãnh một đôi đồng tử của hắn nhìn chằm chằm phương mộ lăng lạnh giọng nói phương mộ lăng người ta quen biết nhiều năm như vậy bây giờ ngươi vậy mà lại vì một người ngoài mà bảo ta dừng tay vậy sĩ nhục lúc trước của ta đâu còn có nguyên trụ vừa mới chết đi kia nữa chẳng lẽ bị chết vô ích cũng không sao tứ ừ phương ngươi là tự mình chủ động trêu chọc tần trần về phần nguyên trụ lấy thực lực của ngươi vừa nãy rõ ràng có thể cứu nguyên trụ là chính ngươi không muốn ra tay lại trách tần trần có đạo lý này sao phương mộ lăng lạnh nhạt nói lời này vừa nói ra sắc mặt mọi người lập tức biến đổi đúng vậy trước đó nguyên trụ bị giết tứ ừ phương thiếu chủ này thân là cường giả siêu thoát vậy mà không ra tay thậm chí chỗ sâu trong mắt đám người loan phong ở một bên cũng hiện lên một tia khó coi nếu tứ phương thiếu chủ ra tay đó là nhất định có thể cứu nguyên trụ mà thấy biểu tình này của đám người khuôn mặt tứ phương thiếu chủ đột nhiên trở nên dữ tợn nói cho cùng vẫn là ngươi che chở tiểu tử trước mắt mà thôi phương mộ lăng nghe vậy thì lạnh giọng nói tứ phương ta khuyên ngươi là vì tốt cho ngươi lúc trước chính bản thân nguyên trụ ra tay với từng trần lẽ ra nên biết hậu quả về phần ngươi ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể lý tính một chút đừng bởi vì nhất thời xúc động mà để cho mình hối hận ngươi đừng nói nữa phương mộ lăng ngươi tránh ra nếu không đừng trách ta vô tình tứ phương thiếu chủ lạnh lùng nói phương mộ lăng còn muốn nói gì đó lại bị tần trần trực tiếp cắt ngang mộ lăng ngươi lui về phía sau nơi này giao cho ta tần trần cười một tiếng vậy ngươi cẩn thận phương mộ lăng nhìn tần trần do dự một chút lui trở về nhìn thấy cảnh này lửa giận trong lòng tứ phương thiếu chủ bùng cháy tiểu tử nhận lấy cái chết âm một tiếng tứ phương thiếu chủ trực tiếp đánh một chưởng về phía tần trần chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên sau đó liền thấy trong thiên địa lập tức xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén những lưỡi dao sắc bén này cắt vào hư không hóa thành mưa xa lập tức chém xuống tứ phương thiếu chủ rõ ràng còn cách từng trần một đoạn nhưng lúc một chiêu này rơi xuống những lưỡi dao sắc bén kinh khủng này như là trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu từng trần ầm ầm rơi xuống chém giết hết thảy nhìn trên đỉnh đầu đầy trời công kích từng trần cũng ánh mắt lạnh lùng khóe miệng vẽ lên cười nhạt hướng về vô tận công kích phía trên giơ tay lên đánh tới vô biên tí sấm vang vọng đất trời đầy trời lợi nhận bay xuống giống như là lũ quét biển gầm đánh tới uy mãnh không thể địch nổi hừ không biết sống chết tứ phương thiếu chủ cười nhạt tiểu tử này còn thật sự coi chính mình vô địch liền hắn công kích cũng dám lấy tay đi ngăn cản muốn chết sao tại hắn trong tiếng cười lạnh vô tận công kích trong nháy mắt cùng đại thủ của từng trần đụng vào nhau đinh tài nhức óc tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng đất trời sau một khắc tứ phương thiếu chủ con ngươi trợn tròn hắn thấy công kích của mình đụng vào một chưởng của từng trần giống như là đụng vào một bức tường trong nháy mắt hôi phi yên diệt tiêu tan thành mây khói điều này sao có thể chứ tứ phương thiếu chủ khó có thể tin gào thét phải biết hắn hiện tại cũng đã đột phá siêu thoát cảnh giới so với lúc trước cùng từng trần thời điểm giao thủ tối thiểu mạnh không chỉ gấp 10 lần đừng nói là tứ phương thiếu chủ lúc này chung quanh kẻ khác cũng đều mộng xuống tứ phương nhìn lại ngươi đột phá siêu thoát cũng không có gì tiến bộ à tần trần cười lạnh nói từng bước hướng về tứ phương thiếu chủ đi tới ngươi đừng vội cuồng vọng tứ phương thiếu chủ gầm thét trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra cùng cụ siêu thoát bản nguyên một cổ luân hồi khí tức theo trong thân thể hắn nở rộ lên sau đó tứ phương thiếu chủ hướng về phía tần trần phát động công kích mãnh liệt lần này tứ phương thiếu chủ như là nổi điên trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn quyền mỗi một quyền ra hư không đều bộc phát ra chói tai nổ vang cùng cụ siêu thoát lực quán trú giống như sóng triều một dạng hướng tần trần mãnh liệt đánh tới toàn bộ hư không của ám u chi địa ở dưới cổ lực lượng này đều điên cuồng rung động tiểu tử lúc này nhìn ngươi làm sao còn trốn tứ phương thiếu chủ gào thét hắn công kích bao phủ tứ phương thiên địa căn bản không cho từng từng mảy may né tránh cơ hội ha hả liền điểm này công kích còn cần phải trốn sao từng trần cười khẽ sau đó phóng lên cao cứ như vậy bình thường một chưởng đẩy ra ngoài chỉ thấy một cái thật lớn chưởng ảnh hiện lên trong thiên địa gắt gao ngăn ở từng trần phía trước liền nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tục vang vọng tứ phương thiếu chủ công kích liên tục đánh vào từng từng đẩy ra chưởng ảnh trên căn bản là không có cách xuyên thấu từng trận công kích đúng là bị hoàn toàn ngăn cản đến lần này không đợi tứ phương thiếu chủ kinh hải lên tiếng chung quanh tất cả mọi người sớm trợn to hai mắt cả đám trợn mắt há mồm nếu như nói trước một chiêu kia còn có thể là tứ phương thiếu chủ lưu thủ nói như vậy hiện tại một kích tứ phương thiếu chủ tuyệt đối cũng đã thi triển ra siêu thoát lực nhưng vẫn không thể công phá từng trận công kích trời ơi là ta mắc hỏng sao điều này sao có thể chứ mọi người ào ào vút mắt quả là nhanh sắp đi xuống tứ phương thiếu chủ thế nhưng vừa qua ba lần luân hồi cái thế thiên kiêu tuy là mới vừa đột phá siêu thoát không bao lâu nhưng thực lực tuyệt đối có thể so với nhất trọng đỉnh phong siêu thoát, nhưng cường đại như tứ phương thiếu chủ, dĩ nhiên không cách nào công phá được phòng ngự của từng trần. ha ha, so với trước kia là mạnh một tí tẹo như thế, bất quá cũng không có mạnh hơn quá nhiều. ngươi là đi vào ám u chi địa trước ăn chưa na sao? Từng trần tại tứ phương thiếu chủ dưới sự công kích, thần sắc dương dương tự đắc, đạm nhiên nói. ban đầu ở quy khư bí cảnh trong thời điểm, hắn thân sắc cường độ liền đủ để ngăn chặn cổ đạo thần tôn bọn họ điên cuồng công kích. hôm nay từng trần mặc dù chưa hề bước vào siêu thoát, nhưng cảnh giới cùng cảm ngộ so với lúc trước lại đề thăng không ít tứ phương thiếu chủ công kích thì như thế nào có thể để cho hắn kinh ngạc đây tiểu tử thối ngươi đừng vội cuồng vọng tứ phương thiếu chủ trong lòng kinh sợ vạn phần nổi giận đùng đùng từng tầng siêu thoát khí tức theo trong thân thể hắn điên cuồng bạo phát rít lên một tiếng trong khoảnh khắc tứ phương thiếu chủ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên khí tức cùng cuộn lực lượng giống như đại dương bao la trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm hư không tiểu tử hôm nay mặc cho ngươi tu vi thông thiên cũng chắc chắn phải chết tứ phương thiếu chủ phóng lên cao chắp tay trước ngực cùng cuộn luân hồi mệnh kiếp chi lực theo trong thân thể hắn chợt nổ tung lên tạo thành khủng bố phong bạo hướng về phía từng trần hung hăng xé rách mà tới mà lúc này ở bên ngoài ám u chi địa ám u phủ chủ mấy người cũng cảm thụ được ám u chi địa trong biến hóa từng cái sắc mặt đại biến ám u chi địa bên trong có người đang chiến đấu khí tức như vậy quá kinh khủng là ai tại xuất thủ chẳng lẽ là tứ phương thiếu chủ trước khí tức rõ ràng là tứ phương thiếu chủ đang đột phá siêu thoát cảnh giới cũng chỉ có hắn có thể dẫn động kinh khủng như vậy lực lượng thế nhưng đối thủ của hắn là ai chẳng lẽ là từng trần hừ không cần phải nói trừ từng trần ra còn có thể là ai tứ phương thần tôn đại nhân trước cố ý bỏ qua tiểu tử kia ngược lại để cho tứ phương thiếu chủ đi vào ám u chi địa ngươi cho rằng ý hắn là cái gì chính là muốn cho tứ phương thiếu chủ ở trong ám u chi địa giết chết tiểu tử kia cảm thụ được ám u chi địa trong trận trận khủng bố ba động rất nhiều ám u phủ người kinh hồn tán đảm nhìn ám u phủ chủ cùng tứ phương thần tôn tần trần thế nhưng là người mà ám u phủ chủ coi trọng tứ phương thần tôn làm như thế khó tránh cũng quá không đem phủ chủ đại nhân để vào mắt chỉ là đáng tiếc cho tần trần bên trong ám u chi địa liền phủ chủ đại nhân cũng không thể nhúng tay tiểu tử kia sợ là phải chết ở bên trong đi chật chật dám ra tay trong ám u chi địa đây chính là đại kỳ văn của ám u phủ vạn năm qua sao tứ phương thần tôn làm như vậy chẳng phải là cố ý quét sạch mặt mũi của ám u phủ chủ đại nhân sao quả nhiên mọi người nhìn về phía phủ chủ ám u phủ liền thấy sắc mặt của ám u phủ chủ âm trầm cực kỳ khó coi rất có tư thế trước khi bảo táp đến đại ca tiểu nhi không cẩn thận làm ra một ít động tĩnh trong cấm địa là do ta quản giáo quá lỏng lẻo đại ca ngài yên tâm đợi tên tiểu tử kia đi ra lão đệ ta nhất định dạy dỗ hắn để hắn biết không thể tiếp tục làm càng trước mặt đại ca ngài lúc này tứ phương thần tôn đột nhiên đi lên trước trên mặt tràn đầy ấy nấy tứ phương người đã biết nhi tử mình làm càng như vậy còn không để cho hắn tranh thủ thời gian dừng tay sắc mặt sát không thần tôn khó coi quát lạnh trong đôi mắt tứ phương thần tôn lóe lên lãnh mang chợt cười khổ lắc đầu nói sát không huynh một khi ám u chi địa mở ra chúng ta đều không thể nhúng tay nếu không sẽ phá hủy cấm địa vận chuyển đối với người trong cấm địa tương lai có ảnh hưởng cực lớn đến lúc đó giáo huấn con ta là nhỏ vạn nhất khiến thành tựu tương lai của các nàng mộ lăng bị hao tổn vậy lão phu khó có thể trách tội tứ phương ngươi đây là cố ý sát không thần tôn gầm lên ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn tứ phương thần tôn quát nghe vậy sắc mặt tứ phương thần tôn đột nhiên biến đổi hắn vừa sải bước ra trên người bộc phát ra khí tức khủng bố lực lượng nhị trọng siêu thoát làm người ta sợ hãi trong nháy mắt bộc phát ra tứ phương thần tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sát không thần tôn quát lạnh nói sát không cần có thể ăn bừa lời nói không thể nói lung tung nếu ngươi còn dám vu oan lão phu mặc dù quan hệ giữa ngươi và phủ chủ đại nhân rất tâm đồ ý hợp cũng đừng trách ta không nể mặt sát không thần tôn biến sắc khí tức tứ phương thần tôn trấn áp đến khiến cho toàn thân hắn phát ra tiếng kêu khanh khách tự như chịu trọng áp vô tận tứ phương hà tất phải tức giận sát không cũng chỉ quan tâm người bên trong mà thôi lúc này ám u phủ chủ tiến lên một bước khoát tay trực tiếp phá vỡ uy áp của tứ phương thần tôn tứ phương thần tôn hơi bí sắc nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần lạnh lùng nói đại ca không phải ta tức giận mà là sát không thần tôn này vu khống ta ta là người ám u phủ cường giả ở trong đó nếu có ai ở trong ám u chi địa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy thì cũng chỉ có thể trách hắn học nghệ không tin sao có thể trách tội lên đầu ta tứ phương ngươi yên tâm sẽ không có người trách tội ngươi Phủ chủ ám u phủ thản nhiên nói đúng như ngươi nói cường giả mỗi người đều có số mệnh riêng của mình không cưỡng cầu được vẫn là đại ca ngươi anh minh tứ phương thần tôn chắp tay Phủ chủ đại nhân ở một bên sắc mặt sát không thần tôn khó coi nhưng không được truyền âm nói tứ phương tên kia rõ ràng là muốn gây bất lợi cho tần trần không sao ánh mắt phủ chủ ám u phủ lạnh như băng tuy ta không tiếp xúc nhiều với tần trần kia nhưng người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài tứ phương nếu thật sự động đến tên yêu quái này ta sợ hắn sẽ lấy đá đập vào chân mình nghe vậy sát không thần tôn có chút ngơ ngác nhìn vũ chủ ám u vũ chủ đại nhân sao lại tự tin với tên từng trần kia như vậy phải biết rằng tứ phương thiếu chủ đã đột phá đến siêu thoát rồi mà giờ phút này trong ám u chi địa toàn thân tứ phương thiếu chủ bộc phát ra sát cơ kinh người lực lượng luân hồi mệnh kiếp cùng cuộn trong nháy mắt vọt tới từng trần ở bốn phía hư không không ngừng khuếch tán như là chuyên môn nhằm vào cường giả siêu thoát trở xuống tiểu tử trước lực lượng luân hồi của ta còn không quỳ xuống cho bản tọa tứ phương thiếu chủ hét lớn ánh mắt lộ ra ánh sáng yêu dị tóc dài bay lượn hắn từ trên cao nhìn xuống từng trần cả người giống như hóa thành luân hồi mệnh kiếp mọi người ở bốn phía đều cảm nhận được một cảm giác áp bách khó nói lên lời bởi vì bọn họ đều nhìn ra tứ phương thiếu chủ đang không kiên nể gì cả phóng xuất ra lực lượng luân hồi mệnh kiếp của mình đây là thứ mà cao thủ siêu thoát trở xuống căn bản không thể thừa nhận nửa bước siêu thoát không độ luân hồi mục tiêu luân hồi mệnh kiếp chi lực cũng đủ để cho bọn họ trọng thương nhưng mà thần sắc từng trần lại bình tĩnh thân thể lù lù bất động hắn cũng không cố sức đối kháng mặc cho lực lượng luân hồi mệnh kiếp kia oanh kích trên người hắn nhưng vậy mà hắn không nhúc nhích không tổn thương chút nào trong lúc nhất thời vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực kích động bên ngoài thân từng trần nhưng căn bản không cách nào thương tổn đến hắn mảy may tứ phương thiếu chủ thấy thế thì tức khắc giật mình tại sao có người có thể mạnh mẽ chống lại luân hồi mệnh kiếp chi lực của hắn phải biết sức mạnh như vậy chỉ cần không đạt tới siêu thoát là căn bản không thể thừa nhận tiên thiên khắc chế bất kỳ cường giả nào dưới cảnh giới siêu thoát nhưng trước mắt từng trần lại không hề bị lực lượng luân hồi mệnh kiếp này ảnh hưởng quỳ xuống tứ phương thiếu chủ gầm lên trong cơ thể sức mạnh luân hồi mệnh kiếp thiêu đốt càng thêm đáng sợ muốn ép cho từng trần quỳ xuống quỳ người cái đầu quỷ chút lực lượng này cũng xứng để ta quỳ xuống ngươi ăn uống cái gì mà thành như vậy tần trần cười lạnh bước từng bước về phía trước ta thấy hay là ngươi quỳ xuống cho ta hắn phóng người lên một luồng khí tức to lớn hiện lên trong thân thể hình thành quang mang lẫm liệt không thể xâm phạm tràn ngập ra ngoài tứ phương thiếu chủ thấy thế thì lập tức cảm thấy không ổn lúc tần trần bay lên liền thúc giục lực lượng bản nguyên siêu thoát trong thân thể mình nhưng mà vô dụng tần trần đi tới gần hắn một quyền đấm ra trực tiếp đánh nát khí tức bên ngoài thân hắn cùng lúc đó bàn tay lớn của tần trần hung hăng trấn áp xuống hắn khí tức kinh khủng khuấy động trong nháy mắt trấn áp ở trên người tứ phương thiếu chủ phịch một tiếng thanh âm nặng nề nổ vang giống như khai thiên tứ phương thiếu chủ thể bên ngoài huyết khí phồng lên nhục thân truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt tứ phương thiếu chủ sắc mặt triệt để thay đổi hắn thất kinh triệt để sợ hãi tuyệt đối không ngờ hôm nay gặp phải như vậy một cái quái vật tự mình đột phá siêu thoát từng trần lại còn có thể xé rách phòng ngự của hắn trong nháy mắt tâm cảnh hắn ta rối loạn tứ phương thiếu chủ rít gào hắn sau có thể bị từng trần trấn áp trước mặt mọi người trong nháy mắt hắn lại trực tiếp thiêu đốt bản nguyên trong cơ thể mình muốn chống lại trấn áp của từng trần chỉ thấy quanh thân tứ phương thiếu chủ phát sáng ngay cả thất khiếu đều đang dâng lên thần mang hắn đang dùng hết khả năng thi triển các loại bí thuật muốn tuyệt sát từng trần nhưng mà hắn thất bại trong kịch liệt chấn động từng trần hoành hành không kiên kỵ bàn tay to trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của hắn đem hắn trong nháy mắt đè ép xuống tứ phương thiếu chủ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không thể ngăn cản trấn áp xuống nguồn lực lượng này tự như một tòa núi cao ẩn chứa ức vạn tinh thần chi lực trong nháy mắt hung hăng trấn áp trên người của hắn tứ phương thiếu chủ ho ra đầy máu con người trợn to trong lòng hắn sợ hãi lực lượng luân hồi mệnh kiếp phóng ra nổ vang ầm ầm nhưng không cách nào xé rách phòng ngự của Tần Trần, ngược lại không ngừng tán loạn, dưới sự trấn áp của Tần Trần nhào về phía hắn hạ xuống. Hắn gầm nhẹ, cả người là máu, thất khiếu đều là huyết dịch dâng lên, còn đang gian nan ngăn cản, giờ phút này nội tâm hắn rung động, cảm thấy mình đã đánh giá sai thực lực của Tần Trần, hiện ra sợ hãi vô tận. Giờ khắc này, nội tâm hắn sợ hãi không thôi, không hiểu sao sợ hãi, để cho hắn đứng không nổi, dưới cổ khí tức này của Tần Trần, hai chân hắn run rẩy, muốn quỳ rạp xuống. Vốn là hắn muốn Tần Trần quỳ xuống trước mặt mình, hiện tại hoàn toàn đảo ngược lại, hắn ngược lại đang quỳ bái đối phương. Thế nhưng hắn không cam hắn dùng hết khả năng giải dụa muốn phản kháng hừ còn đang phản kháng quỳ xuống đi tần trần cười lạnh trong cơ thể tỏa ra ánh sáng năm màu hệt như thiên thần giáng lâm vạn tiên thần phục thật sự có phong thái vô thượng hắn đấm tới một quyền tứ phương thiếu chủ căn bản vô lực đối kháng bởi vì có lực cũng thi triển không ra cho dù có thủ đoạn thông thiên lại không cách nào thi triển dưới nguồn lực lượng này của tần trần chỉ có thể quỳ xuống từng chút một chỉ thấy tứ phương thiếu chủ hai đầu gối quỳ xuống đất rốt cuộc chống đỡ không nổi hung hăng đập vào trong hư không cái gì tứ phương thiếu chủ quỳ xuống vì sao lại như vậy cách đó không xa tất cả mọi người khó có thể tin được nhìn một màn này hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình kết quả khác với dữ liệu của bọn họ đối mặt với cao thủ nhất trọng siêu thoát trải qua ba lần luân hồi như tứ phương thiếu chủ từng trần chẳng những không bị trấn áp ngược lại là phiên vân phúc vũ mạnh mẽ oanh kích tứ phương thiếu chủ quỳ xuống tại chỗ cảnh tượng như vậy quá mức có lực trùng kích khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ đến ngay dại giờ khác này cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của bọn họ ở ám u phủ mấy trăm triệu năm qua bất luận là loan phong thiên cốc hay là những người khác đều trợn mắt há hốc mồm giống như là choáng váng chỉ có phương mộ lăng trong đôi mắt lưu chuyển hào quang khóe miệng nhẹ nhàng treo một nụ cười tần trần vẫn giống như trong quy khư bí cảnh làm cho nàng bất ngờ và giật mình mà giờ khác này tứ phương thiếu chủ quỳ ở nơi đó sắc mặt đỏ lên cảm thấy khuất nhục vô tận người trước mắt này là hắn muốn chém giết nhưng chính mình lại quỳ gối trước người kia hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy một đời anh danh của hắn triệt để hủy diệt trong một ngày điều này làm cho nội tâm hắn gần như muốn phát điên đồng thời cảm thấy khủng bố cùng đáng sợ tiểu tử này rốt cuộc tu luyện thế nào tại sao lại mạnh như vậy mạnh đến mức toàn bộ nam thập tam tinh vực đều chưa từng nghe nói qua yêu nghiệt cùng quái thai như vậy tứ phương thiếu chủ đây chính là lực lượng và thực lực của ngươi a à, siêu thoát bất quá chỉ như vậy từng trần nở nụ cười chỉ là rất lạnh hắn đứng ở nơi đó cúi đầu nhìn xuống tứ phương thiếu chủ trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường chỉ một câu này tứ phương thiếu chủ liền đỏ mặt tía tai hắn kịch liệt dễ dụa lại không cách nào đứng dậy trên thân tự như lực lượng toàn bộ vũ trụ bị trấn áp dưới chân núi kình thiên căn bản không thể động đậy loại cảm giác này quá khuất nhục quả thực còn khó chịu hơn cả giết chết hắn ngươi còn muốn nói gì nữa nhiều lần tìm ta gây phiền phức trước kia bản thiếu chỉ mặc kệ ngươi nhưng lần này bản thiếu sẽ không để cho ngươi có cơ hội nữa từng trần từng bước một đi về phía tứ phương thiếu chủ trong đôi mắt dũng động sát ý giống như liêm đau của thần chết hàng lâm trên đỉnh đầu của tứ phương thiếu chủ ngươi ngươi muốn làm gì tứ phương thiếu chủ sợ hãi gào thét tiểu tử nếu ngươi dám giết tứ phương thiếu chủ tứ phương thần tôn đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cho dù ngươi có sống sót rời khỏi ám u chi địa cũng phải chết không thể nghi ngờ ta khuyên ngươi không nên phạm sai lầm một bên phó thống lĩnh loan phong hoảng sợ gào lên hắn bị chặt đứt nửa cánh tay cực kỳ thê thảm nhưng thời điểm này lại không thể không đứng ra nếu như tứ phương thiếu chủ thật sự chết ở nơi này đối mặt tứ phương thần tôn tức giận mấy người bọn hắn cũng rất có khả năng khó thoát khỏi cái chết tứ phương thần tôn ha ha từng trần khẽ cười trong đôi mắt lại không có bất kỳ sợ hãi nào những người này vào lúc này còn muốn uy hiếp hắn không phát hiện ra là quá ngây thơ sao từng trần đi vài bước tới trước mặt tứ phương thiếu chủ bàn tay hơi nâng lên một cổ sát cơ dọa người trong hư không nháy mắt tràn ngập đến và hỏa này sẽ không thật muốn giết tứ phương thiếu chủ chứ giờ khắc này thiên cốc cùng tất cả mọi người chung quanh toàn thân đều dựng thẳng tóc gáy lên da gà nổi lên chỉ cảm thấy sởn tóc gáy tứ phương thần tôn ở ngay bên ngoài cái này cũng quá to gan không để tứ phương thần tôn vào mắt trước mặt bao người tay phải của từng từng trực tiếp đánh xuống không tiểu tử ta chính là cường giả siêu thoát sao có thể thua ngươi thần lực bốn phương giúp ta thần uy phá tứ phương thiếu chủ con ngươi bỗng nhiên co rút lại nhưng mà bỗng dưng phát ra một tiếng gào thét trong lúc nguy cấp tứ ừ phương thiếu chủ trực tiếp thiêu đốt lên bản nguyên siêu thoát của mình thiêu đốt căn nguyên một cổ luân hồi mệnh kiếp chi lực trí mạng phóng lên tận trời hình thành đại dương mênh mông so với lúc trước đáng sợ tối thiểu gấp mấy lần luồng mệnh lực luân hồi kiếp này giống như là lôi đình phóng lên tận trời đem vạn dặm hư không bốn phía trực tiếp hóa thành biển lôi điện ống ánh bao trùm lại từng trần muốn đuổi giết hắn tứ ừ phương thiếu chủ rõ ràng lại đang thiêu đốt siêu thoát bản nguyên hắn điên rồi sao hắn vừa mới đột phá siêu thoát lại vừa thiêu đốt bản nguyên mặc dù sống sót thành tựu trong tương lai cũng sẽ giảm mạnh rất nhiều người kinh hô dưới sức mạnh như vậy sợ hãi lùi về sau, không cách nào chống cự khí tức như vậy. chỉ thấy lực lượng luân hồi mệnh kiếp vô tận triệt để bao phủ từng trần. ha ha ha, ta chính là cường giả vừa qua ba lần luân hồi, dưới sự thiêu đốt bản nguyên của ta, ta xem ngươi còn có thể ngăn cản như thế nào? tứ ừ phương thiếu chủ gào thét. dưới cái nhìn của hắn, cho dù thực lực từng trần có mạnh hơn nữa, dưới lực lượng luân hồi mệnh kiếp kinh khủng như vậy của mình, nhất định cũng khó thoát khỏi cái chết. nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa dứt, một thanh âm băng lãnh truyền đến, trực tiếp truyền vào trong tai hắn. chút sức lực ấy là đang gãi ngứa cho ta sao? sau đó hắn liền thấy được cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên trong vô tận sấm xét luân hồi mệnh kiếp từng trần từng bước một đi tới lực lượng luân hồi mệnh kiếp vô tận vờn quanh thân thể từng trần lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn phản phất như thần tử đang quỳ lạy đế vương bị từng trần khống chế toàn bộ tại sao lại như vậy rõ ràng ngươi không phải siêu thoát vì sao có thể khống chế lực lượng luân hồi tứ ừ phương thiếu chủ sở ngây người giờ phút này từng trần mặc dù không phải là siêu thoát nhưng quanh người hắn quanh quẩn lực lượng luân hồi mệnh kiếp so với một tầng siêu thoát bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều cái này còn phải cảm ơn ngươi Tần trần lạnh nhạt nói. Sau một khắc, bàn tay Tần trần trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của tứ phương thiếu chủ. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình tứ phương thiếu chủ run lên, thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ, giống như tro bụi, tan thành mây khói. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.